Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hôm nay lần thứ hai ông Đinh La Thăng nhận án. Bài viết được đăng trên trang Vietnamnet. Chiều nay, ông Đinh La Thăng sẽ lần thứ hai nhận án. Trước đó, bị cáo Thăng đã phải nhận mức án 13 năm tù vì tội cố ý làm trái. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa tin bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm ra xét xử tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của Ocean Bank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính, nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết định góp vốn 800 tỷ đồng vào Ocean Bank. Theo đại diện Viện Kiểm sát, từ chủ trương góp vốn của bị cáo Thăng, đến nay 800 tỷ đồng tiền vốn của PVN bị mất hoàn toàn. Ocean Bank bị âm vốn sở hữu, thua lỗ nghiêm trọng. Ngân hàng nhà nước đã phải mua lại với giá 0 đồng. Như vậy, đủ cơ sở để kết luận bị cáo Thăng biết năng lực yếu kém của Ocean Bank và biết rõ việc PVN muốn đầu tư vốn vào Ocean Bank thì phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Thủ tướng. Nhưng bị cáo đã cố ý làm trái. Bị cáo còn có hành vi nhằm hợp thức hóa hành vi vi phạm. Tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng mình đã làm đúng, đã thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thể hiện sự coi thường pháp luật của bị cáo Thăng. Hành vi của bị cáo Thăng đủ căn cứ buộc vào tội cố ý làm trái, gây thiệt hại 800 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị cáo tội cố ý làm trái là có căn cứ và đúng pháp luật. Với nhận định trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Thăng mức án 18 đến 19 năm tù. Bị đề nghị mức án trên, ông Thăng bày tỏ nỗi lo sợ không đủ thời gian để thi hành án. Tự bào chữa, bị cáo Thăng trình bày, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm bị cáo và các bị cáo khác cố ý làm trái. Bị cáo khẳng định không ai biết làm trái mà vẫn cố ý cả. Các bị cáo ở đây, cả một quá trình phấn đấu mới được Đảng, Nhà nước cho giữ cương vị công tác. Không phải ai cố tình làm trái để tự lấy đá ghẻ chân mình. Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng mình đã trở thành người con bất hiếu, không có mặt khi bố mất và không thể đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước việc các vị đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm buộc tội, mức án bị đề nghị quá nặng, sau khi bị cáo đã nhận bản án 13 năm tù của phiên tòa trước, đều mong mỏi cuối cùng xin gửi đến hội đồng xét xử và xin hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm, của người cầm cán cân công lý, để công tâm xem xét những gì bị cáo nói như đối với số phận của một con người. 14 giờ chiều nay, hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết xử ông Đinh La Thăng, Ngân hàng Nhà nước gửi công văn hỏa tốc đến tòa. Bài viết được đăng trên trang Vietnamnet. Trong những ngày diễn ra phần tranh luận tại phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn hỏa tốc gửi tới Tòa án Nhân dân Hà Nội về một số nội dung liên quan. Quá trình dự tòa, đặc biệt là quá trình tranh tụng của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án này, có đề cập đến một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Để phục vụ cho việc giải quyết vụ án toàn diện, đầy đủ cơ sở, Ngân hàng Nhà nước nêu ý kiến. Đối với văn bản 5643 VPCP DMDN ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc PVN tham gia góp thêm vốn vào Ocean Bank, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung: theo quy định tại Điều 79 khoản 1 điểm C luật doanh nghiệp, cổ đông phổ thông có quyền được ưu tiên mua cổ phần mời chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. PVN hiện đang là cổ đông tại Ocean Bank với tỷ lệ sở hữu là 20% vốn điều lệ. Vì vậy, PVN có quyền mua thêm cổ phần theo tỷ lệ sở hữu tương ứng khi Ocean Bank tăng vốn điều lệ từ việc phát hành thêm cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, để tham gia mua cổ phần, PVN phải báo cáo Thủ tướng trước khi thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6207 VPCP KTTH ngày 1 tháng 9 năm 2010, số 3870 VPCP DMDN ngày 6 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của Ocean Bank với giá 0 đồng. Công văn của Ngân hàng Nhà nước cho rằng có đầy đủ cơ sở pháp lý từ kiến nghị của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm.
và các bị cáo khác xảy ra tại Ocean Bank hồi tháng 10 năm 2017, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về vấn đề này và có ý kiến kết luận như sau. Việc mua bắt buộc các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt là có cơ sở pháp lý. PVN có được góp thêm vốn vào Ocean Bank. Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Đinh La Thăng có ý kiến rằng khi luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực năm 2011, nhưng thời điểm đó, ngân hàng nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn việc thoái vốn khi vi phạm tỷ lệ sở hữu tại luật các tổ chức tín dụng. Đến mùng 1 tháng 6 năm 2015, ngân hàng nhà nước mới ban hành thông tư số 06/2015/TT-NHNN hướng dẫn về thời hạn, trình tự, thủ tục thoái vốn khỏi ngân hàng thương mại cổ phần. Đây có phải là nguyên nhân cản trở việc PVN thoái vốn tại Ocean Bank? Theo Ngân hàng Nhà nước, khoản 5, điều 161, luật các tổ chức tín dụng năm 2010, quy định Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành không phù hợp với quy định tại các điều 55, 103, 110, 115, 129, 135 của luật này. Như vậy, nội dung điều luật trên chỉ quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại khoản 2 điều 55 phát sinh trước thời điểm luật các tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2011. Ngay sau khi luật này có hiệu lực, các cổ đông tổ chức tín dụng phải chủ động thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần để phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 55. Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu vượt tỷ lệ quy định có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 06 để quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các tổ chức tín dụng có cổ đông sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại khoản 2 điều 55 luật các tổ chức tín dụng năm 2010 phát sinh trước thời điểm luật có hiệu lực, và các chế tài áp dụng trong trường hợp cổ đông tổ chức tín dụng không xử lý được tình trạng nêu trên sau khi quá thời hạn quy định tại thông tư số 06. Thông tư số 06 quy định trình tự thủ tục thoái vốn như ý kiến của luật sư đề cập. Vẫn theo Ngân hàng Nhà nước, ngày 23 tháng 8 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 6382 chấp thuận việc Ocean Bank tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Nội dung công văn này không chấp thuận việc PVN góp thêm vốn vào Ocean Bank. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét trong quá trình giải quyết vụ án Đinh La Thăng và các bị cáo khác, tránh ảnh hưởng đến quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, cũng như những tác động tiêu cực đến hoạt động các ngân hàng được mua bắt buộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết truy tố Đặng Thanh Bình có dẫn tới Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình. Bài viết của tác giả Thiền Lâm được đăng trên trang Kali Today. Một điểm tương hợp đáng chú ý. Thông tin ngày 22 tháng 3 năm 2018 về vụ cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố xảy ra đồng thời với phiên tòa xử cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng về vụ 800 tỷ. Trong đó nổi bật nội dung tranh cãi về vụ Ngân hàng Nhà nước đã mua Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank với giá 0 đồng. Khác nhiều với sự cam chịu cùng nước mắt trong phiên tòa đầu tiên bị xử vào tháng 2 năm 2018. Tại phiên tòa này, ông Đinh La Thăng dường như chọn cho mình thái độ tung hê những ẩn khuất trong nội bộ công tác điều hành khi một lần nữa phải đối mặt với tội danh cố ý làm trái với mức án do Viện Kiểm sát tối cao giáng xuống là 18 đến 19 năm tù. Đẩy ông Thăng phải chịu nguy cơ nhận đến 30 năm tù cộng cả hai lần bị xét xử. Phản bác đáng mổ xẻ của Đinh La Thăng là nếu Thủ tướng và Phó Thủ tướng cho phép thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn này, tại Ngân hàng Đại Dương thì số tiền 800 tỷ đồng của ông thì số tiền 800 tỷ đồng đã không mất trắng. Dù từng được xem là một cận thần của Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng đã chọn cách khai báo trách nhiệm về người tử tế này. Còn Phó Thủ tướng mà ông Thăng khai có thể là Vũ Văn Ninh hoặc Nguyễn Xuân Phúc dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dấu hỏi bật ra là nếu đúng như lời khai của Đinh La Thăng, tại sao Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng đã không muốn PVN thoái vốn khỏi Ngân hàng Đại Dương, dù biết ngân hàng này đã âm vốn và tình hình tài chính rất xấu. Dù chưa biết Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng dính đến mức độ nào trong vụ 800 tỷ, nhưng một sự thật không thể chối bỏ là Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua 3 ngân hàng với giá 0 đồng, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu và Ngân hàng Đại Dương. Vào năm 2015, theo những tin tức đã từng được coi là tuyệt mật,
nhưng rốt cục được công khai trên báo chí, nợ xấu của ba ngân hàng trên là hơn 20.000 tỷ đồng. Một con số không cách gì trả nổi so với vốn điều lệ của ba ngân hàng, chỉ vào khoảng 10.000 tỷ đồng. Nhân vật quyết định mua ba ngân hàng trên với giá 0 đồng chính là Nguyễn Văn Bình, thống đốc ngân hàng nhà nước vào thời gian đó. Việc ngân hàng nhà nước quyết định mua lại các ngân hàng này với giá 0 đồng đã khiến nảy sinh một mối nghi ngờ rất lớn về những quan hệ đen tối nào đó giữa thống đốc Nguyễn Văn Bình với các ngân hàng không được cho phá sản, để sau này nhiều người lại muốn hồi tố về động cơ thật sự của ông Nguyễn Văn Bình. Đặc biệt, ông Bình luôn vận động và rất có thể đã dùng tiền ngân sách để xử lý các ngân hàng đã rơi vào tầm phá sản. Từ sau Đại hội 12 của Đảng cầm quyền cho tới nay, bất chấp nhiều dư luận và cả đại biểu Quốc hội nêu nghi vấn về việc ngân hàng nhà nước lấy đâu ra tiền để mua ba ngân hàng trên, vẫn không hề có câu trả lời từ phía ngân hàng nhà nước và Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình. Tất cả đều trốn biệt. Kết nối với Đinh La Thăng trong phiên tòa 800 tỷ đang diễn ra, rất có khả năng chính Nguyễn Văn Bình đã tham mưu cho Vũ Văn Ninh và Nguyễn Tấn Dũng để không cho PVN thoái vốn khỏi ngân hàng Đại Dương, dẫn đến hậu quả 800 tỷ đồng của PVN gửi với ngân hàng này đã biến sạch. Lại có một mối liên đới được xem là mật thiết giữa Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăng, và thời Nguyễn Tấn Dũng còn tại vị thủ tướng mà chưa bị hoài hấn gì. Thăng và Bình là những bộ trưởng và hàm tương đương bộ trưởng đầy quyền thế và cũng không kém dư luận đàm tiếu, đặc biệt là dư luận về chùm tài phiệt Bình Ruồi. Cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình lại được dư luận xem là một thủ hạ đắc lực của Bình Ruồi. Vào tháng 9 năm 2017, Đặng Thanh Bình dù đã về hưu nhưng vẫn bị Bộ Công an khởi tố. Tuy nhiên, quá trình điều tra ông Bình có vẻ kéo dài quá lâu để cho đến nay mới có quyết định truy tố. Đặng Thanh Bình là quan chức cao cấp đầu tiên của ngân hàng nhà nước bị Nguyễn Phú Trọng sờ gáy, cho thấy lò của ông Trọng bắt đầu cháy lan đến cơ quan này. Liệu việc truy tố Đặng Thanh Bình có dẫn tới Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình để cựu thống đốc ngân hàng nhà nước này sẽ phải nhận một cái án nào đó? Một hiện tượng lạ là trong thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến nay, đặc biệt là vào thời gian Đinh La Thăng, cấp phó của trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bị khởi tố và tống giam, ông Bình vẫn bình yên và còn đi công du một số nước. Nhưng từ trước Tết Nguyên đán 2018, đã xuất hiện đồn đoán về khả năng Nguyễn Văn Bình có thể bị tống vào lò sau Tết, để ông Bình có khả năng bị loại khỏi Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2018 hoặc sớm hơn.